Ôi, xin chào tất cả quý con nông dân mình nha Bây giờ tới cái giai đoạn này là giai đoạn uh, tiễn bông Tiễn bông nữa quý con Thì uh, giai đoạn này cũng khá là quan trọng Đây giai đoạn này mình bắt buộc mình phải đi tiễn bông Là nghĩa là uh, mình phải đi lãi bỏ bớt Đừng có để cho nó ra nhiều quá như chẳng hạn nhánh này nè Nó ra bị dạng ngoài đây Ở ngoài đầu cành thì mình phải đi lãi bớt nè Mình tập trung vô mình nuôi những cái búp bông nó bự như thế này mình nuôi lên à, búp bông này thấy chưa lại lãi bà nhậm chê bỏ luôn đừng có để nhiều quá ở ngoài đầu cành hay là xa xa gì đó mình đi vuốt vuốt bỏ giùm cho nam bắt đầu tập trung vô mình nuôi những cái búp bông như thế này mập như thế này thì mình nuôi lại nè đó, cho búp bông này bự lên nè chứ bây giờ hiện tại giờ nó nằm lư khư hết trơn luôn à, nó vẫn mùa này quý con mùa này á thì anh em nào mà có làm với nam mấy năm rồi cũng biết á cái mùa tháng 2 tháng 3 này làm bông cực kỳ là khó chứ không phải là dễ đâu dễ ăn đâu nhưng mà do cái gì mình phải làm á, dạng như mình phải nuôi cái búp bông này lên nè búp bông nè nuôi lên cho nó mập lên thì sau này nó mới hình thành được cái bông cái trái của mình nha quý con nè uhm. đi tỉa bớt ở ngoài đầu cành nè nè Vút bỏ bớt nè để nó, nó, nó hút dinh dưỡng nè nhiều quá là hút dinh dưỡng là bắt đầu cái cây của mình mất sức cái bông cái trái của mình nó không đạt ừ, bông nè giờ đây nè bắt đầu là đi tiễn bông tiễn bông xong rồi bắt đầu là là là, là tưới cái xô mắt da băng luôn tưới cái xô mắt da băng để cho nó nuôi bông luôn cho nó mập bông lên luôn con thấy vậy chứ một cây này tầm khoảng từ năm sáu bông không á năm sáu bông năm sáu bông cũng được rồi cái mùa này nói chung là quý con nông dân biết rồi mùa này là mùa nghịch mình phải làm thì nói chung là nó sẽ có ra bông và ra phướng chứ không phải là ra bông không đó thì bây giờ mình chủ yếu là mình đẩy vào mình nuôi những cái búp bông như mình hiện tại giờ chặn đọt quyết liệt lại màu lá nè màu lá với con nông dân mình xem nè đang thùi lùi luôn thấy chưa là uhm. chặn đọt lại mà bây giờ là xanh đen luôn đen mung luôn uhm. này là lúc giai đoạn làm bông là là không cho đi đọt luôn mà ra bông cũng không cho đi đọt luôn để cho nó tập trung vào nuôi cái cái búp bông còn để một số vườn nào mà mình để mà thả 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 nha Cái cờ đọt nha Là hầu như nó ra, ra phướng hết trơn toàn bộ luôn Đọt à ý mà chặn đọt như thế này nè quý con Mà mình hết, mình còn 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 bông của mình còn muốn Đi nữa anh hai Bẻ qua bẻ trái này anh hai Bạn nhánh kìa Kìa Trái kìa. bịch thái thì nó ra một cái ra ngoài nhánh gì không đúng không? con. Ừ bông này lâu cái thấy không? Được nè. Nè à, bông này cũng được nè đó. Ừ. Thiển cây tầm khoảng 4 năm bông, 5 6 bông được ở. Ồ. Oh. Cửa hàng vật tư nông nghiệp Minh Đức luôn thấy không? Số điện thoại luôn nè. Ai Dạ yeah, qua chờ gà giờ phải đi lại bông nữa sầu riêng nè sầu riêng nè, thấy chưa dàn mít nè lá nè anh nay xịt chặn đọt được mấy cử này ba cử rồi. ba cử hả bởi vì đó giờ cuối còn dàn phải không <laughs> ba cử đó đây nè em nè cho chặn đọt nè anh win nè đó xịt nè ba cử rồi nè bởi vì cái vàng lá này quý con nông dân thấy không nè nó xanh đen luôn thấy không nè bóp nó giòn luôn nè ừ. bóp nó giòn luôn thì khi mà nó ra được bắt đầu ra mấy cái bóp bông nhìn nó mới đẹp bông nó mới tròn nó bự được còn để mà mùa này mà để cái dặn lá mà nó 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 xum xê nó tốt nó đi đọt nha thì thôi rồi luôn đen kịnh luôn không ừ bông mà nuôi mà nuôi ghét hả thiệt chứ quý con nông dân mình nha mùa này nha nuôi cực khổ dữ lắm mới được những cái búp bông như thế này nè Ừ. Chứ không phải chuyện đùa đâu Thiệt đối với trường hợp mà năm nay nha Mình làm mà dặn là làm không tới một cái nha Không bao giờ mà ra bông nổi đâu nghe quý con Gà phướng không Làm thấy rồi Thứ nhất là đọt Đọt nó phải đứng sững đọt lại Cái thứ hai Là gì Dinh dưỡng đi là vườn này là 10 ngày điên lặng nè quý con 10 ngày là gãy phân 10 ngày là tứ xô điên lặng đó Đặng cho nó đầy đủ dinh dưỡng vô thì bông nó mới mập bự được à. không à. bây giờ là tiến hành là ngày mai là tới cử sạch nữa rồi là sạch cái thằng siêu bo cho nuôi mít nhỏ bộ ngựa sơ đen chai MD 79 gói siêu nấm với thuốc sâu sạch vô ngừa chằn chặn sơ đen được rồi nè giai đoạn này bắt đầu là có mưa lại gai lại gai nè thà là mình ngừa trước nha quý con quên rồi, xin nhắc đến tất cả quý con nông dân mình nữa là cái bộ ngừa sơ đen á cố gắng mua cho đúng giùm cho nam rồi ơi năm nào cũng vậy hết gặp cái trường hợp quý con nông dân mình nói rồi ngừa sơ đen tôi ngừa của ông a ông b ông c gì đó Ngựa xong rồi sau mà sơ đen quá Nói chung là, là quý con nông dân mình biết rồi Sơ đen nó là một trong những cái loại di phẩm Xâm nhập vào trong cái quá trình thụ phấn của cái trái bít của chúng ta Chứ không phải là do nấm Bởi vì ra quý con nông dân của mình đừng có tin lầm là gì Những cái hiện tại giờ những cái thuốc mà người sơ đen trên thị trường á Nó là đặc trị là nấm Mà đi để là người sơ đen Thì tại sao bởi vì không hiệu quả là gì đó quý con mình làm ví dụ như bây giờ là hàng năm á thì bà rất là nhiều nhà vườn khi mà tới giai đoạn bán rồi bị tá quả lên một điều ừ sau vườn tôi bị sơ đen nhiều quá rồi bị điện nam nó gì thôi điện gì nữa bây giờ thì bây giờ lỡ rồi lỡ một vụ rồi thì vụ sau mình rút kinh nghiệm lại đúng không quý con chứ bây giờ bây giờ mình làm gì vậy giờ bây giờ chủ yếu là gì mình phải đúng cái giai đoạn như thế này bộ người sơ đen của bên nam là cái chai MD79 với cái gói siêu nắm để mình sạch người sơ đen đó. bông ra rất là mập luôn bây giờ chủ yếu phải đi tiễn nhẹ lại cái nữa đi tiễn ba cái vàng ở trong phướng ở chỗ ngoài rồi bắt đầu mình sẽ lựa bông ra cho nó mập chừa lại đó thì bây giờ quý con nông dân biết đó khi mà mình tới giai đoạn này nè có tới ăn rồi mà trong khi đó mà mình không không xài đúng loại thuốc á, thì lúc đó sơ đen nhiều á, thì coi như thua luôn. Bởi vì ra gì những nhà vườn của bên nam là làm á, họ không có họ làm theo đúng bài bản lắm. Tới giai đoạn bán tỷ lệ sơ đen nó rất là ít. Còn như chẳng hạn một số vườn bà con nông dân nào mà xài hàng Ngoại dạng như cũng để cũng người sơ đen này nọ đó cứ mua về sạch. Người tới cái vụ mà bán rồi biết khóc gồng là gì là lúc đó mới biết được còn nhiều khi tới giai đoạn mình sạch thì mình chỉ sạch thôi mình đâu biết ừ trái mình như thế nào đâu đúng không quý con nhưng mà tới giai đoạn bán rồi lúc đó mình bị tá quả lên từ giường tôi bị sơ đen quá nhiều là lúc đó chảy rồi bởi vì ra thường nam nói là gì sơ đen mua dùm cho nam cái bộ md 79 cái chai md 79 á cộng với cái gói siêu nấm pha 400 lít nước Sạch dùm cho nam tại vì cái chai md 79 mươi đó, đó là cái chai gốc nina đó là cái gốc mà gọi là chiên trị phẫn mà chiên trị phẫn của gốc sinh học đó quý con chiên trị phẫn của gốc sinh học đó thì nó nó, nó diệt được là cái gì cái gốc nina nó diệt được nấm và phẫn luôn mà trong khi đó lại thêm cái gói siêu nấm nó tới ba hoạt chắc nó vừa trị nấm vừa trị phẫn nữa quý con thấy chưa tàn là gốc nói chung là gốc tàn là trị di phẫn rồi thêm nấm di phẩn, thêm nấm luôn cho quý con nông dân mình luôn. còn ví dụ như hàng những hàng trên thị trường Nam thấy rồi cũng để là người sơ đen người sơ đen nhưng mà nhìn hoặc chắc lại á thì toàn bộ là những cái dòng thuốc nấm thôi, không có thuốc di phẩn, màu lá thì thôi. Nam nói vậy thôi. còn ví dụ như quý con nông dân mình có xài bên cái dòng nào hiệu quả thì mình cứ xài. thì Nam chỉ khuyến cáo quý con nông dân mình thôi nhiều khi mua xài cho nó đúng hiệu quả này nọ để mình, mình một năm mình có một vụ rồi quý con vụ tháng 7 tháng 8 tháng 9 nè thì bắt đầu là giá nó cao rồi nhú vào nữa nè nhú vào nữa nè bên ra mình làm cho nó đạt một chút ừ. Uhm. lá là quý con nông dân mình thấy không đọt không đi nổi luôn mà đọt nó sừng 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 luôn thấy không Nào. tại vì đó, khi mà xịt chặn đọt á mình xịt chặn đọt của, của bên nam á là cái bộ uh, 1 một ký mkb cộng chai chặn đọt cộng thêm một với cái gối cái cái chai em cái chai anh Quyên, là mình pha được là 300 lít nước mình xịt dùng cho nam là nó chặn luôn cái 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 đọt lại cây mít của mình nó không có xì đọt ra hai nữa là anh em có hỏi nam á là cái chai anh win sao thấy ở trong cái chai để thuốc bệnh không à mà sao lại xịt cái 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 dòng anh win tại vì cái anh win đó là một trong những cái dòng thuốc bệnh thiệt nó là cái gốc hết xa là gì nó dày cái tế bào lên dày cái biểu bì của tế bào lên thì làm cho lá của chúng ta nó sẽ xanh xanh đậm cái lá lên và nếu mà trường hợp mà anh em nào mà có trồng sầu riêng sẽ biết có làm bên 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 sầu riêng thì sẽ biết được là anh Win thường là làm bên sầu riêng rất là nhiều tại vì sầu riêng là xịt anh Win để nhằm mục đích là gì chặn đọt và lá nhanh à, thường thì à, quý con nông dân mình không có trồng mít thì không có gành vấn đề này vấn đề thứ hai nữa là bên nam là cái chai chặn đọt cộng với mkb thì nam cũng cho xịt là chặn đọt trên sầu riêng luôn lúc giai đoạn mà khi mà nó xả nhị quý con trước khi xả nhị đó là nam cũng lấy cái bộ là <laughs> cái chai chặn đọt với cái cái gói mkb là pha chỉ có 200 lít nước thôi năm xịt để chặn lại không cho nó xì đọt nếu mà trường hợp nó xì đọt đó, thì nó sẽ rụng bông tại sao tại vì khi mà cái quá trình đó là quá trình chuẩn bị nó chuyển qua giai đoạn đậu trái rồi mà xì đọt là nó sẽ có sự cạnh tranh dinh dưỡng nha quý con cạnh tranh dinh dưỡng thì bắt đầu là gì cái bông nó không có đậu trái sầu riêng á bởi vì ra thường là nam làm là năm đúc kết lại những cái yếu tố đó để gửi đến tất cả các con nông dân của chúng ta này thì nói chung là vẫn có phướng và vẫn có bông đó chứ không phải là bông hết nha quý con ở đây thì mình nói trước nha mùa này á là cái mùa nghịch đó chứ không phải mùa thuận đâu mùa thuận thì nó rơi vào tầm khoảng lối cỡ khoảng tháng tháng tháng, tháng, tháng chạp á quý con tháng chạp đó là cái mùa thuận như chẳng hạn là để tháng chạp thì bán cho giai đoạn này nè đó anh em nào không tin thì cứ nhìn lại đi những cái clip của nam đó nam đã nói rồi cái tháng mùa thuận nó sẽ khác cái tháng mùa nghịch nó sẽ khác bởi vì tại sao mà anh em cứ vô anh em nói là ừ tôi không làm chân mít tôi cũng ra bông đúng rồi anh em nói đúng chứ không phải là sai cái đó là cái gì làm trong cái tháng mùa thuận mùa thuận là như chẳng hạn tháng tháng chạp nè tháng chạp thì cái tháng đó là tháng mùa thuận thì cái tháng đó là quý con nông dân mình khỏi cần làm gì chứ ví dụ như mình cắt tỉa xương xương nó cũng ra bông nữa quý con trường hợp mít á tại vì cái mùa thận mà mùa thận thì tất cả những loại cây ăn trái đều ra bông hết toàn bộ cả thậm chí như chẳng hạn là măng cục nè <laughs> măng cục nè nha rồi chôm chôm nè đó sầu riêng nè nha đó là tại sao mà vô cái mùa thận thường thường là tất cả những cây ăn trái đều 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 đều, 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 đều ra bông là vậy đó tại sao cái tiết trời cái tiết chờ nó sẽ có cái tiết để nó ra bông còn ở đây là mình đang làm là làm cái mùa nghịch bởi vì ra không phải cái mùa thuận đâu mà anh em cứ so so sánh với nam hoài thiệt tình thiệt luôn á nhiều khi tôi lên tôi trả lời những cái, cái, bình luận đó thiệt tình chứ không phải là tôi lên tôi nói gì tôi nói anh em mà cãi coi lại mùa thuận với mùa nghịch nó khác nhau trời ơi cây này bốn năm bông mà anh hay ừ. Cây này gì là dư sức rồi, dư sức để mình để lấy bông rồi. Ui, ừ, <laughs> rồi đó, nãy giờ em tỉa, nãy giờ đó, nè. Bông bệnh bệnh, không chứ sửa không chín luôn nè, ăn luôn nè. rồi lấy cái nào. Thôi, quất cái này đi. Thôi, ăn luôn. Ăn đâu, tôi ăn hoài quá, đủ. Gì? ăn hoài. Thôi, để một túi một chút ăn. <laughs> Để bập đáng đáng. ừ. ừ nó ngọt nội ơi <laughs> nè đi lại mấy này bỏ nè đó rồi hai 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 bông nè lại bỏ một bông nè nghĩa là giai đoạn này mình đi để mình đi mình đi lãi xương sương những con nông dân nãy giờ thấy không năm quay không nè bông nè mặt thù lù thấy không ừ, mặt thù lù đó ừ. nè cây này bốn năm bông bốn năm bông anh hai nè được rồi đi lại bông xương, xương cái may mai coi xịt ơi dưỡng nó cái đi rồi nè màu lá nè đây nè cái màu lá của con nông dân thấy tật không không cho đi đọt luôn từ lúc mà khi mà nó ra cái mắt cua rồi ấy, nhú nhú bông rồi nha gãy phân gãy phân xong rồi là phun ém đọt tới giờ luôn không cho đi luôn mà đi gì nữa là đi đây, Amino Combi 79. Đó. À. Xài vườn thì dục ở đó luôn đó. Màu lá nè. À, cho nó khựng lại luôn nè, cho nó già lại luôn nè, thấy chưa? Không cho đi nổi luôn mà. Thì khi mà nó hình thành ra trái rồi đi. Rồi bắt đầu là gì? Cho đi gọt Tại lúc đó mình hết sợ rồi, quý con. Mình đâu có sợ ở đâu. Giai đoạn đó giờ nó hình thành ra trái rồi. Lúc đó là ngon lành rồi. Rồi khi nào mà khi giai đoạn mình tiễn trái đó Trước khi tiễn trái bắt đầu mình xịt cho nó già dạ đọt một cái nữa Để mình tiễn trái Để trái nó không bị méo đó, Màu lá nè Lá nè Trời ơi, xanh nè Ra <laughs> nè Chùm 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 luôn thấy không Ra nè Giờ phải đi lãi bỏ bớt nè Để cho nó mặt bông lên nè cái con nông dân mình lãi xong rồi nha Nam lãi xong rồi bắt đầu là Nam sẽ cho tiến hành tứ xô Xô mắt da băng à, Tứ xô vô Bắt đầu cho xô Xô vô bông nó mập lên Cái bốn năm bông bốn năm bông lụm rồi Mùa này Mùa này mùa mùa nghịch nữa con lại bông bó bớt bớt là được quá trời Nó ra nó ra nhiều nó sẽ hút dinh dưỡng hút dinh dưỡng đầu là bông nó sẽ nhỏ nữa một phần nó nhỏ nữa Đây, nguyên một chùm bông luôn nè bóng mập nè lại bỏ bớt bớt quá wow. ừ, bóng mập nè mập thù lù thấy không ừ, đây hai ba bóng nè đèn bóng nè ừ. nói chung là có bốn năm bóng là đủ con cần chi mình nuôi mà Mùa này đâu phải mùa tháng 8, tháng 9 đâu Mùa tháng 8, tháng 9 thì làm thì bông nó ra tịch lắm Nhưng mà ngược lại cái mùa này là cái mùa tháng tháng 2 Tháng 2 cái mùa này là Bông nó vậy là coi như là tạm ok đó Nuôi đút bông lên nữa Ngon lành Thôi, năm kết thúc video nha quý con Chiều rồi, giờ này cũng 4-5 giờ chiều rồi